quý vị, giới tử vi học nhận định tuổi Tân Hợi 1971 tháng 6 năm 2022 đến thời đuổi vận do đất đố đổ vách. Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại chương trình tử vi của 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đừng bao giờ thấy con giáp này ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường họ. Theo giới tử vi học dự báo, trong tháng 6 âm lịch, con giáp này là một trong ba con giáp cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 6 âm lịch này. Nhờ vào sự khôn khéo và tính cam chịu của mình mà những gia chủ tuổi Tân Hợi đã hạ gục rất nhiều những đối thủ nặng ký để có thể bước lên bục vinh quang. Sự thành công của con giáp này đã khiến cho không biết bao nhiêu người phải ganh ghét đố kỵ, nhưng mà họ cũng không kém phần nể phục và kính trọng. Những gia chủ tuổi Hợi là người có khả năng lãnh đạo, là những người hiền hòa, tốt bụng, họ sống đơn giản, mộc mạc. Vậy nên đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà phán đoán người khác, kẻo bạn lại đang đắc tội với một trong những con giáp giàu có, thành công bậc nhất trong năm 2022 nhâm dần. Thưa quý vị, qua phần luận giải chi tiết tử vi của tuổi Tân Hợi trong tháng 6 âm lịch này sẽ phần nào giúp cho chúng ta hiểu được điều đó. Và trước khi bước vào phần luận giải chi tiết thì quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung tử vi chi tiết của những người sinh năm 1971 tuổi Hợi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 mệnh Thoa Xuyến Kim là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm, và nếu có thể thận trọng cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Tân Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh. Đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo và luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác và là mẫu người ngay thẳng chính trực, không hay lo chuyện bao đồng. Đôi khi họ tỏ ra lạnh lùng. Tin vui đối với những người tuổi Tân Hợi trong tháng này là hầu hết các phương diện đều có khởi sắc rất đáng mong chờ, đặc biệt là về tài lộc. Không chỉ chính tài ổn định mà bản mệnh còn có cơ hội thu được lợi nhuận rất phong phú ở thiên tài, gia tăng tích lũy tài sản trong thời gian ngắn. Tuy nhiên vì tiền bạc đến nhanh nên một số người nảy sinh tâm lý hoang phí, tiêu xài bừa bãi khiến tài lộc thất thoát cũng rất nhanh. Về phương diện tình cảm của những người tuổi Tân Hợi tháng này không thực sự khởi sắc. Gia đình bạn sẽ dễ xảy ra những tranh chấp cãi cọ không mong muốn. Dù trong hoàn cảnh nào cũng hãy bình tĩnh để giải quyết mọi việc thấu đáo nhất, chớ nóng vội mà hỏng việc. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp Đinh âm hỏa nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Hợi sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, kẻo xảy ra tranh chấp cãi vã không cần thiết với người bạn đời. Và nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, với những người vẫn còn đi làm thì con giáp này có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái. Tuy nhiên, những người tuổi Tân Hợi phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, chớ nên để cảm xúc lọt ra ngoài công việc, và nếu không thì bạn sẽ phải trả giá đắt. Thậm chí là bạn đã đánh mất đi vị trí của mình đang có nếu như xảy ra sơ suất. Nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra, chỉ có cách giải quyết tốt nhất chứ không thể nào trốn tránh. Nếu đã đến với tuổi về hưu và theo kinh nghiệm, cũng như là nghiệp kinh doanh buôn bán tự chủ, sức cạnh tranh tăng lên đáng kể, khó triển khai kế hoạch như những gì đã tính toán trước, không có lợi cho việc cải thiện hiệu suất, nâng cao doanh thu. Đó là lý do bản mệnh dễ nảy sinh tâm lý tiêu cực và thậm chí là có thời điểm muốn buông xuôi mặc kệ tất cả. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tân Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay.
vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, vận tài lộc của gia chủ tuổi Tân Hợi không khởi sắc trong tháng 6 âm lịch này. Xem tử vi cho thấy bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu chi tiết, tiết kiệm khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ, thời điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan lẫn khách quan. Việc chi tiêu trong tháng cũng cần phải tính toán cho thật khoa học, chớ nên tin tưởng người ngoài thái quá để rồi tiền mất tật mang. Tháng này, khi quyết định đầu tư vào lĩnh vực nào đó phải hết sức thận trọng kẻo tiền mất tật mang, gây hậu quả khôn lường. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Tân Hợi có thể không tốt vào tháng này. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến cho bạn lo lắng nhiều hơn và dễ thức khuya, hút thuốc, uống rượu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bạn, đặc biệt là với tình trạng bạn lúc này đã khá là lớn tuổi. Bạn nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Bạn dễ mắc các chứng khó chịu về đường tiêu hóa, cảm cúm, sốt cao do thời tiết thay đổi. Các quý vị gia chủ Tân Hợi sinh năm 1971, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất cho quý vị gia chủ tuổi Tân Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm của những người tuổi Tân Hợi tháng này không thực sự khởi sắc. Với những người độc thân dù là đã một vài mối nhân duyên sẽ đến với mình trong tháng này, tất nhiên tất cả đều không thành do tính cách của bạn không được hòa hợp với đối phương. Bạn cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng lại không nhiệt huyết, ga lăng. Tuy vậy cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Với những người đã có gia đình, xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục, cách tốt nhất giải quyết vấn đề này chính là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ của bạn khi có những mâu thuẫn. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi của năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành Mộc Cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Tân Hợi trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 6 năm 2022, tức ngày 3 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Tỵ, có nạp âm Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 6 năm 2022, tức ngày 15 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Tỵ, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 6 năm 2022, tức ngày 27 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Tỵ, có nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tân Hợi trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 6 năm 2022, tức ngày 30 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 6 năm 2022, tức ngày 12 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Dần, có nạp âm là Lâu Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 6 năm 2022, tức ngày 24 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Dần, có nạp âm Thành Đầu Thổ.
Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cùng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi 1971 trong tháng 6 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Hợi 1971. Qua đó, quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 6 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký theo dõi kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị chúng ta luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.